Phúc trần nói có rồi, chiến tranh thứ ba có rồi, vô tri ấy đến châu Phi cũng loạn rồi. Khi nào các cuộc chiến liên kết hoặc đồng loạt bùng lên một cái rồi, có gì khác đâu, khác chứ con. Bây giờ mấy kia là mấy cái đuôi mấy nhí nhí, nhưng mà hai cái đầu rắn thì một đầu đang đánh ở bên Ukraine, còn một cái đầu mà đầu bự hơn, cái đầu này mới quan trọng. Mà cái đầu này mà chưa có chết á, thì cái thế giới này đâu có gọi là thế giới hoàng kim trong tương lai nữa. Đó là Trung Cộng sẽ chia năm xẻ bảy, ai ôm Trung Cộng cũng giống như ôm xác chết vậy. Ôm khúc gỗ mục. Hồi xưa giờ 3 năm nay chú kêu á, thượng thiên là nói mày đại ca thượng thiên, thấy không? Thì mình biết được thiên cơ thì mình biết được cơ vận, biết được cơ vận á, thì mình tính theo thời cuộc để mình xây dựng cơ đồ, phải không? Chứ còn mình không biết thiên cơ, mỗi lần chú nói vậy nó ông này sống ảo, tại vì cái trí tuệ thấp rồi cứ nói chú như vậy. Thật sự tất cả những người không hiểu chú mới gọi là sống ảo, chú nói ngược lại như vậy, chú mới là sống thiệt nè. 3 năm nay bao nhiêu chuyện chú nói đều trúng, có ai nói được vậy không? Mà chú cũng không có giỏi, chú chỉ nghe làm sao chú nói lại như vậy. Cho nên tất cả những người mà không hiểu chú mới thật sự là sống ảo. Còn những người mà chửi chú là vì họ còn quá tham và quá sân, là vì họ muốn mất những cái gì họ đang có. Họ mới lập lên cái này, lập ra cái kia, là vì họ sắp bị mất. Đến khi tất cả Phật Di Lặc, khi sau cái chiến tranh thứ ba Phật Di Lặc xuất hiện, những cái người xấu làm sao mà sống được, những cái kênh xấu hay những người xấu chửi ai nghe, đúng không? Cho nên hôm nay á, là giờ chót, thì họ có bao nhiêu họ sổ hết đi. Tất cả con của Thượng Đế phải có bi chí dũng và tự đốt đuốc đi. Ai mang họ thiên phải biết đọc kinh và ngồi thiền, chứ không phải mang họ thiên cho có rồi á, không có biết đọc kinh, không biết ngồi thiền, không có biết tìm cái an vui, cái an lạc mỗi ngày để chờ Đức Phật Thầy xuất hiện, chờ sau chiến tranh thứ ba. Từ đây tới đó mình không còn bao lâu, nhưng mà mỗi một ngày mình sống hiện tại thời gian nó rất là lâu quá nha. Tại vì thời buổi này lũ lụt, hiện giờ ở Mỹ thì nóng là 45 độ C, còn ở những cái nước khác thì cũng có nước nóng, nước cháy. Thì bữa hổm bên châu Âu bị cháy, Anh đồ cháy, bữa nay Cali cũng cháy, rồi có những tiểu bang thì lụt, rồi bên Trung Cộng thì cũng có chỗ lụt và cũng có chỗ bị cháy. Cho nên khắp tất cả mọi nơi đều không có ổn định, thì chỉ có một cách là ngồi thiền giống như nãy chú chỉ, rồi lấy cuốn kinh này nè đọc mỗi ngày, đọc để cho nó có trí tuệ. Thay vì cứ ngồi chờ, ngồi lăn tăn công ty nó rút ra khỏi hết trơn, là Bình Dương, Việt Nam, những cái bây giờ mấy ông bầu bị đem đi nhậu hết, thì làm sao mấy ông thợ lấy gì sắm? Có mượn ông bầu mà xịt cha này, tài sản quốc gia có nhiều chuyển qua Mỹ, 2 năm nay chuyển gần mấy chục tỷ qua Mỹ làm chi vậy, trong bước trong chân trong ngoài để chuẩn bị làm gì? Cho nên có nhiều tiền vốn nhiều của nước Việt cũng mang ra hết, thì làm sao dân có cái gì để mà từ cái cơ sở thương mại lớn cũng không có vốn, rồi cơ sở vừa vừa nhỏ 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 dài xuống, tất cả đều như domino vậy. Người một người giàu ở Mỹ á, Mỹ nó giữ tiền của Mỹ, rồi cái người giống như Houston, ông Houston, hoặc là ông Jack Gillibord, hoặc là ông McDonald, hoặc là ông Walmart, tức là những người tỷ phú của Mỹ, họ đã chết hàng trăm năm nhưng mà tài sản của họ mỗi năm dồi lên là gì? Ở Mỹ nó giữ lại những cái tài sản đó, tất cả con cháu lấy tiền lời để mà sống, thì nhờ những cái đó mà nó nuôi cả nước Mỹ thì nó mới giàu. Còn nước mình nó nhiêu tiền hay là chuyển đi hết thì làm sao mà quốc gia có vốn? Nó gọi là cái irregular trust, một cái di chúc ở Mỹ, không biết dịch cái tiếng Việt là gì ta. Sau này tài sản của chú cũng vậy, chú sẽ làm cái irregular trust để là tất cả những cái thiên long sơn mà chú lập ra cho con cháu họ thiên để bảo quản, chứ không có phải là con họ Ngô nha. Họ Ngô nó có riêng của nó, hôm nay chú nói luôn, lấy làm bằng chứng luôn,
Đó là như vậy. Thì những cái mà lập lên để mà cho cộng đồng á, nó sẽ lưu truyền. Thì như công ty Houston hay là Microsoft hay là Apple hay là tất cả những công ty lớn và những cái gia đình gọi là chủ lớn, người ta để tài sản lợi cho con cháu chỉ lấy tiền lời lên cũng là tỷ phú rồi, thì cái vốn nó cứ sanh sôi nảy nở. Thì mình nói giả sử như Walmart, nó có cả biết bao nhiêu trăm nghìn, mấy trăm nghìn nhân công, phải không? Microsoft đại khái một công ty là nuôi mấy trăm nghìn người nhân công, mấy trăm nghìn người đó nuôi xuống những gia đình của họ. Đó là những con ông bầu của Mỹ. Cho nên nước Mỹ sau chiến tranh thứ ba vẫn là cường quốc. Một cái thế giới thượng đế tạo ra trái đất mình phải cho một nước để mà lãnh đạo mấy đàn em, cho nên Mỹ nó cỡ nào nữa cũng vẫn mạnh đó. Thì chú có nói là cũ rồi.